Dạ chưa có gì hiểu được. Anh có cảm nhận gì không? Anh có thấy là lại trời gió như vậy mà không chịu bay luôn nè. Gió mà không chịu bay luôn. Gió như vậy mà không chịu bay luôn cô chú anh chị. Trời ơi. Gió rất là mạnh luôn. Không bay luôn. Không bay là không bay là gió. Không bay là không bay. Gió muốn ngã xuống luôn mà không chịu bay luôn. Đây, vừa dứt dông vô là có bơm bấm bay lại liền luôn. Mới mới đứng này. Bướng này bấm bay này liền luôn. Ngay cái chỗ mà của anh Út mất luôn. Ngay chỗ anh Út mất luôn. Sao lạ quá. Sao lạ quá thầy. Thầy thấy rồi. Cũng vậy là đây là một cái điểm tốt. Không bay tốt lắm. Tốt. Thôi bây giờ Út mà có linh hiển vậy đó. Bây giờ cháu xè tay nếu mà Út có linh quá đó thì về đến đây. Thôi bây giờ con bấm bay nắm cái tay này để đây cho mọi người đã chứng minh luôn. Rộng rồi dắt vòng vô tới nhà là xong rồi đó. Dạ. Còn cái này là gia đình mà mượn là để cúng tại cái chỗ nó nằm đó. Dạ. Rồi thỉnh vòng vô nhà. Dạ. Rồi bên này là để tắm cho bên đại càng đầu đó. Dạ. Đạo tuấn vinh. Rồi, dạ. Chắc có gì chứ có gì. Dạ. Bữa nay vừa cúng mở cửa mã xong á thì cũng ra ngay cái chỗ mà anh Út mất. Thì thầy cũng dước cái dông ngay chỗ này. À, dước cái dông, dước dông vô nhà. Còn bên này á, thì cũng bên gia bên đại càng sái này kia cái đó đó. Làm cho nó ăn này tống đi. Nhưng mà cái này cũng chưa đủ lễ. Nhưng mà hai bên chưa bên nào đủ hết trơn. Mà sắp đủ đó rồi. Nhưng mà nãy quan tài đi ra khỏi rồi mấy bà gom đốt một trận rồi hay dài chạy đi mua thêm. Dạ. Dạ. Thì đó là những cái lời chia sẻ của thầy cả nhà. Mấy lần thầy kia là có khi ông biết có khi không biết. Quay không ước, không ước đó. Không ước, không ước nó vô thì nó nằm ở ngoài. Chắc là nốt về đó, nốt về thăm gia đình. Đây là cháu ruột anh Út hả? Để làm cho anh nha. Sáng giờ ngay. Ủa bướm bướm đó. Bướm sao mà bay về? Trời ơi. Bướm sao bay về? Bướm bay về lúc nào vậy anh? Mới. Mới vừa luôn hả? Thầy ơi. Vậy là hiện tượng như thế nào vậy thầy? Thầy xem giúp. Cái này theo trong sách vở đó là nói còn cũng như là nếu mà cái người dông mà quá cái được con bướm bướm á thì cái dông nó quá đẹp. Bởi vì á, trong khi nếu mà cái mình cũng như là mình theo trong cái sách đi là hồi xưa tới giờ thì nếu mà cái quan cái quan hồn mà nó trở về thành là một con bướm bướm á là cái người nó ít có tội, nó rất là nhẹ nhàng. Còn mà nó quá ra những con trùng con dế đó, cái người đó là rất có tội nặng. Bởi vì nó không có thể đọc xanh được mà quá con bướm bướm được. Đậu vô mà không có nhúc nhích là không có bay luôn. Đậu rất là im luôn á cô chú anh chị. Không bay luôn. Anh là cháu ruột của người thứ mấy anh? Người thứ năm. Anh tới đưa tiễn chú chốt là bao lâu vậy anh? Dạ. Nãy giờ lâu chưa anh tới lâu chưa?
mấy ngày rồi, hai ngày nay rồi. Ngày nay vừa vừa dứt dông vô là có bơm bấm bay lại liền luôn. Mới đứng đây. Trời ơi. Đứng đây bấm bay lại liền luôn. Ngay cái chỗ mà của anh Út mất luôn. Ngay chỗ anh Út mất luôn. À, sao lạ quá. Thầy sao lạ quá thầy. Thấy rồi. Vậy là đây là một cái điểm tốt. Không bay tốt lắm thầy. Tốt. Thôi bây giờ Út mà có linh hiển vậy đó. Bây giờ cháu xè tay nếu mà ngốc quá có linh quá đó thì về đến đây. Thôi bây giờ con bấm bay đầu cái tay này để đây cho mọi người đã chứng minh luôn. Không, nếu mà không bay xuống người ta nói là không phải à. Ôi mua bấm đầu nghe mặt con trai luôn. Ừ. Cháu ruột á. Cháu ruột hả? Trời ơi. Nếu mà phải anh nút, bay xuống nè, nút rồi. Còn phải thì thôi xong việc thì ở đây cũng có anh em YouTube. Để ta quay quay lại cho cái niệm hết xem. Ôi trời. Trong lúc ở bên đây là thầy cũng đang cầu hồn mình nút lấy cái mít giùm cây cổ thầy giúp em luôn. Trời ơi. Cảm ơn anh. Không chịu bay luôn. Không chịu bay đâu hoài. Hay là anh có muốn gì điều gì mà chưa làm hay là muốn nói? Chưa gì muốn hiểu được. Dạ chưa có gì hiểu được. Anh có cảm nhận gì không? Anh thấy là lại trời ơi, gió như vậy mà không chịu bay luôn nè. Gió mà không chịu bay luôn. Gió như vậy mà không chịu bay luôn cô chú anh chị. Trời ơi. Gió rất là mạnh luôn. Không bay luôn. Không bay là không bay là gió. Không bay là không bay. Gió muốn ngã xuống luôn mà không chịu bay luôn. Lạ dữ. Nhấn nghiêm luôn luôn, anh nhấn nhất luôn kìa. Anh không nhấn nhất luôn kìa. Nhưng mà chuyện lạ khó tin thì luôn á mấy cô. Ở đây rất là đông người nữa chứ phải một người. Mà cũng bình thường những con côn trùng nó rất là sợ người á. Người đông người lắm. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà nó đậu rất là chặt. Hay là qua nhà bà hai vậy á. Không nãy giờ bây giờ anh đi vô trong nhà đâu anh. Cô nói nãy giờ là nằm trên võng kìa. À. Cô nói nãy giờ nằm trên võng. Đậu trên võng. Nằm trên đây của con bày á. Vậy là nãy giờ đậu ngay cái võng ở trong nhà. Nằm ở đó cái võng. Giờ thấy sợ không? Cái võng này là sợ vậy chú đúng không? Ờ chú ở đây. Nó chú út đó. Không sợ luôn. Chú ruột mà. Ừ. Ở nhà. Đậu trên võng. Võng ở trong nhà. Đúng rồi. Cái võng nhậu ở đây mà. Cái võng này là của cậu á. Hồi đó giờ là nút nằm ở đây. Mệt là tối ngủ chơi, nằm chơi, dậy sẵn đi ngủ. Đậu trên võng luôn. Đậu rồi nãy giờ rồi mày nó xuống rồi nó bay vòng qua lại vô mặt mày đậu luôn. Lạ lùng quá. Lạ lùng quá, người lần đầu tiên mình thấy được như vậy luôn đó. Bất ngờ cháu đến thì anh bay lên mặt động như thế này cả nhà. Trước là nút là hay nằm võng ở đây, bố bớm nãy là động cái võng, không biết là từ lúc trước là hay nằm võng đây, không biết là từ lúc nào đã đậu ngay võng rồi. Hàng ngày luôn đó. Sau khi đó thì cháu á đi lại ngang đây thì nó bắt đầu là bay lên gương mặt của người cháu ruột của anh chị. Đây là cũng không có biết là bơm bớm ở đây á là mong muốn một cái điều gì đó mà không chịu được bay đi. Ủa mà em có hứa gì với cậu không? Không có hứa. Hả? Có hứa gì với cậu không? Nhớ kỹ lại đi. Có hứa gì mà em chưa làm không, là cái điều gì đó cậu nói cho em nè mà không có hứa gì với chú hết á. Bốn đầu có rất là nhiều bà con bán nói chung là coi tập trung chú ruột chú thước dạ. Bây giờ để ảnh đi vô ngay cái chỗ mà bài vị của anh Út coi. Rồi dạ, dạ. Đi vô cái bài vị của anh Út thử à, đi chậm hai đứa dạ, đi luôn hai đi đứa chậm xỉu hai đứa bé xỉu luôn dạ. Rồi, rồi. Bây giờ vậy chưa tầm trong rồi vô giống đông quá. Bây giờ anh cứ vô đi không sao đi vô bé xỉu trời ơi mấy ngày nay rồi không bay luôn nè, đi mà không bay luôn nè. Không bay gió rất lớn nhưng mà không bay của chú chị. Lạ luôn á. Sao mà lạ lùng quá vậy? Không bay luôn. Không bay luôn cả nhà. Em cũng đi theo phía sau này. Bây giờ giống như cháu anh đưa. Hai bé xỉu luôn cả nhà. Con bướm thì đậu. Chờ kìa con bướm đậu. Đậu. Anh thắp cho cậu nén hương nha. Thắp cho cậu nén hương nha. Lạ lùng thiệt luôn cô chú chị.
trên mặt trên trời. Từ đó giờ mới thấy luôn. Đậu như mặt con bay đó. Nhất cái là bay. Con chị niệm Phật cho anh Út nha. Đây là một cái điều rất là kỳ diệu. Nhìn gì bất ngờ vô đây mà thấy khung cảnh gia đình cả nhà. Trời ơi, dắt hết trơn rồi. Ông ba là ông ba nói thật. Nhúc nhích bình thường luôn. Rồi, rất là lạ luôn cả nhà. Nói gì đó đi với cậu đi rồi. Tưởng là cậu nói gì hay là như thế nào đó, thực sự khó hiểu quá. Khó hiểu quá. Cậu nãy giờ đi anh di chuyển từ ngoài lộ vô đây mà nó vẫn không. Chắc có lẽ là anh Út là muốn khi mà anh mất rồi thì có người cháu cũng dòm ngó phụ giúp gia đình phần nào đó, chắc có lẽ là điều đó. Anh có nghĩ điều đó không? Anh có nghĩ điều đó không? Dứt khoát là đậu chứ không bao giờ mà rời xa luôn á. Không đậu mà không buông luôn á. Bà nội thì đậu lên tay cháu đi, còn vốn nào cái này chẳng được. Xin dạc cái đi. Đậu tay cháu đi. Có đưa tay con lên nè. Đưa tay gần lên, đây gần. Chuyền lại. Sỏ cái giò đó thì bớt qua con không sợ. Sỏ cái giò đó, đúng rồi. Rồi, bài đi rồi. Coi bài đi đâu đây. Đây rồi. Mày nổi tiếng từ thế giới rồi đó. Cả nhà. Lần đầu tiên thấy như vậy luôn đó. Rồi bơm bơm dẫn đầu ở đó cả nhà. Không bay đi. Đi rất là nhiều nhân vật rồi, đi rất là nhiều câu chuyện. Dạ, thì hiện tại thì hai bé gái của anh Út cũng đã xỉu cả nhà. Thì rất là xót xa. Thì cô dì ở đây cũng tới rồi, cũng như động viên an ủi cho gia đình cũng như chị và mấy bé vượt qua cái khó khăn này cả nhà. Rất là nhìn cảnh rất là đau xót luôn. Nỗi đau quá lớn. Cái bé gái nó cái tinh thần nó rất là dễ bị tác động, đặc biệt là khi mà mất đi một người thân vậy đó. Cây. Mày hỏi tao chưa mày thấy? Xong rồi. Mày xong rồi. Dạ có rồi cô ơi. Có. Gì chứ? Sống ngồi tâm lắm. Mày gán cũng gắn lên thôi. Bình thường không dữ lắm mà. Nghe ông không có khóc nữa nè. Quỳnh. Nghe nói không Quỳnh? Quỳnh. Nghe nói không? Không có khóc nữa nè. Nghe không? Nghe không Quỳnh? Nghe nói không? Quỳnh. Nghe không? Quỳnh. Nghe không? Quỳnh. Nghe không? Quỳnh. Không có giận hả? Nghe không? Quỳnh. Nghe không 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 Quỳnh.